Mình chào tất cả quý cô chú anh chị và bà con. Thì hôm nay mình quay trở lại nhà vườn của Lê Phước Quốc ở Lấp Vò, Đồng Tháp. Thì hôm nay có một số hoa mẫu đơn muốn giao lưu tới toàn thể quý cô chú nha. Thì trong vườn có vàng sọc đại đầu, vàng sọc của Tấn Sa Cừ và một số loại hoa khác muốn giao lưu tới toàn thể quý cô chú nha. Sau đây mình sẽ gặp Phước Quốc để giao lưu báo giá với quý cô chú mình xem tham khảo ha. Rồi, chào Quốc Quốc ơi. Dạ, xin chào anh Phước Thái. Dạ, xin chào bà con cô bác cùng anh chị em gần xa. Dạ, nay vườn của con có lên một số mặt hàng để phục vụ quý bà con như Mỹ vàng chanh, hường sọc, dưới vàng sọc và một số loại mặt hàng khác ạ. Dạ, con rất mong được phục vụ quý bà con cô bác cùng anh chị em gần xa như những lúc vừa rồi. Dạ, xin cảm ơn ạ. Rồi, thì không để mất thời gian đó, thì quý cô chú cũng đã biết vườn và địa chỉ rồi. Thì mình lên cây số 1 đi. Cây số 1 là một cây Mỹ vàng chanh. Dạ, chiều cao nó là 1m1 ạ. Đây, cây bông hoa lên rực rỡ nha quý cô chú. Vàng chanh một cái màu quá thuần khiết luôn rồi. Cây đặc biệt một cốt, bền thân này chắc cũng dao động cỡ 5-6 đi. Dạ. 5-6 đi rồi con ơi, ở dưới còn chưa khui. Đây mới dạng này cái thóc thân tầm khoảng nhiêu? 4 tấc không à tao? Dạ, thóc thân nó 45. Đặc biệt vườn bao phí ship bao sống cho quý bà dạ, con luôn. Dạ, đơn hàng trên 300 ngàn bao sống bao ship ạ. À. Rồi, giá luôn quá ơi, mã số 1. Dạ, giá mã số 1 này là 400 ngàn ạ. 400 ngàn, cây Mỹ vàng chanh. Tiếp theo cây số 2. Mã số 2 là cây vàng sọc ạ. À. Vàng sọc. Cây này đang ôm hoa nha quý bà con. Nè. Vậy chiều cao là 80 ạ. Rồi. Cái này một cốt mà lên nhiều dạ. Được ha. Đây lên nhiều được, về cho cô chú cắt ra nhân giống. Quanh thân này cũng cỡ 4 đi. Này một tược, hai tược nè, ba tược, bốn tược, năm tược. Với cái tược chính ở đây nè. Đó, mặt hoa thì nói chung vàng sọc này thì cũng dòng mặt hoa vậy nha quý bà con. Rồi này mình cho giá mã số 2. Giá mã số 2 là 500 ngàn ạ. 500 ngàn, rồi đã ok luôn. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 cũng là cây vàng sọc luôn ạ. Dạ chiều cao là 60. Rồi. Cây này thì đang ôm hoa. Hoa rất đẹp nha quý bà con, sọc vàng, sọc đỏ. Cái này hoành thân cũng cỡ bằng út đi. Dạ. Yeah. Mọi chi tiết bà con có thể hỗ trợ qua số Zalo của Quốc thêm nha quý bà con. Rồi giá luôn quá. Dạ, giá mã số 3 này là 400 ngàn ạ. À. 400 ngàn, bao phí ship luôn. Sọc chân dài ạ. À. Mã số 4 là một cây hường sọc chân dài. Dạ, chiều cao của nó là 1m3. Rồi, rồi cây này một cốt. Này thóc thân ca chắc cũng cỡ cả mét quá. Mặt hoa vậy nha quý bà con. Con nào thích người mẫu chân dài thì mấy cây này là vô tâm. Dạ, thốt thân nó là 1 mét ạ. À. Quanh thân bằng ngón trỏ cỡ 4 năm đi. Dạ. Rồi giá cho mã số. Dạ, giá mã số 4. 4 này là 500 ngàn ạ. À. Cây này phí ship cao ha. Dạ. Do cái form tàn nó cao. Mã số 5 là cây vàng cánh kép ạ. À. Vàng kim cúc, vàng cánh kép. Cây chân dài luôn. Dạ chiều cao nó là 1m3. Mày lên 5 tược nha quý con. Mỗi tược này về bà con có thể cắt nhân giống ra. Đây mặt hoa nè. Này cô chú về chiết ra hai nhánh này là được thóc thân trên đây. 5 cái tược lên 5 cái hoa. Thóc thân. Dạ thóc thân là 59. Dòng này rất là khỏe, mấy dòng này nói chung là rễ nó ra nè bà con, trắng hết trơn nè. Rồi hoành thân này dao động cũng 4 năm đi. Dạ. Rồi giá mã số 5 luôn. Dạ giá mã số 5 là 500 ngàn ạ. À. Rồi đó ok luôn. Tiếp dạ, theo. Mã số 6 là cây Mỹ trắng ạ. À. Mã số 6 Mỹ trắng. Đột biến từ Mỹ Hồng. Dạ chiều cao là 80. Này về bà con cắt nhánh này về mình cắt mình dâm ra là trên đây form tàn đẹp nè. 1 2 3 4 5 6 tược. Này hoành thân cỡ điếu thuốc lá đi. Một cốt. Rồi, giá luôn. Dạ giá mã số 6 này là 300 ngàn ạ. À. 300 ngàn cây Mỹ trắng.
Tiếp theo mã số 7. Mã số 7 là cây vàng sọc ạ. Vàng sọc. Dạ chiều cao của nó là 1m1 ạ. Đây, cây này đang hoa đang lên sọc nha quý vị con, mặt hoa sọc. Đây, mặt hoa. Rồi, này là một cốt, ở dưới có củ ha. Dạ. Này hoành thân cũng cỡ 4 năm đi. Này lên 1 tược, 2 tược, 3 tược, 4 tược. Cắt 4 tược này ra là trên đây còn khơm tàn tròn luôn. Rồi. Rồi giá luôn quá. Dạ giá mã số 7 này là 700 ngàn ạ. 700 ngàn. Cây vàng sọc. Tiếp theo. Mã số 8. Số 8 là cây Mỹ tím ạ. Mỹ tím Cà Mau. Cây này về bà con cắt cái nhánh này còn mới vô bầu nè, cho nó cắt nó giật lại cái nhánh này nè, là cái phơm tàn nó lên giống như là cây thông luôn. Mỹ dạ, tím. Chiều cao của nó là 1m1 ạ. Cao 1m1, thoát thân. Dạ thoát thân là 43. Này hoành thân lớn nha, hoành thân này cũng cỡ 6 á, 5-6 đi. Rồi giá mã số này luôn. Dạ giá mã số 8 này là 500 ngàn ạ. 500 ngàn, cây Mỹ tím. Tiếp theo mã số 9. Số 9 là cây Mỹ cam sọc ạ. Mỹ cam sọc. Cây này thoát thân thoáng nha quý bà con. Dạ chiều cao nó là 1m1 ạ. Này 1 2 3, 3 tược với cái đọt chính là 4. Đây mặt hoa Mỹ cam sọc. Dạ thoát thân của nó là 60. À, sọc rất là đẹp nha quý bà con. Thân 60, 6 tấc. Một cốt sạch luôn. Này có cũ à, này đo hào hào hoành thân thử. Hoành thân 5 đây. Dạ 5. Rồi, giá Mỹ cam sọc. Dạ giá mã số 9 này là 500 ngàn. 500 ngàn, cây Mỹ cam sọc. Tiếp theo, mã số 10. Mã số 10 là cây vàng son. Vàng son sữa. Vàng son sữa ạ. Chiều cao luôn. Dòng này hoa rất đẹp. Dạ chiều cao nó là 96. Đây, 95. Cây này cái phơm tạng trên đặc biệt đang có hoa nè ha. Cái cuốn này nó cũng màu tím luôn nha quý bà con. Lá thì vậy nè. Ở dưới này lên 1 chồi, chồi 2 chồi, 3 chồi, 4, 3 chồi. Với cái thân chính là 4. Đây. Hoa vàng son còn gọi là vàng son chân tím nữa nha quý bà con. Nè, vàng son sữa. Này hoành thân cũng cỡ lớn hơn con út đi. Rồi giá cho mã dạ, số. Giá mã số 10 này là 500 ngàn ạ. 500 ngàn. Cây này, cái dòng này nè, hoa nó nở ra nhiều là nhìn là rất là đẹp nha quý bà con. Cuốn nó đậm hơn vàng son kia rất là nhiều. Dạ mã số 11 là cây Mỹ cam sọc ạ. 11 Mỹ cam sọc luôn. Dạ chiều cao của nó là 1m. Cây này đang ôm hoa nhiều, đặc biệt có cái chi tử luôn ha. Dạ thấp thân của nó là 56. Đây xài xài em phong hoa qua quá. Hoa nè quý bà con, lên sọc vậy nè. Trên này. Hoa càng già nó sọc nó càng nát, càng đậm. Này có cái chi tử đây nữa. Hoành thân này cũng cỡ con chỏ thì dưới này có đế nha. Hoành thân này 5 á. Rồi, giá mã số luôn coi. Dạ giá mã số 11 này là 500 ngàn. Rồi. Tiếp theo, mã số 12. Mã số 12 là cây vàng sọc ạ. Vàng sọc. Mặt hoa nè. Dạ, chiều cao nó là 68. Cây này một cốt mà lên một thân, dạ. Hai thân, ba thân. Ba thân này với thân này là thân chính về bà con để chừa thân chính này cắt ngoài này ra dăm ha. Hoành thân này cũng cỡ điếu thuốc lá đi. Dạ. Rồi giá mã số này luôn vàng sọc. Dạ giá mã số 12 này là 450 ngàn ạ. Rồi. Tiếp theo mã số 13. Mã số 13 là cây hường sọc. Hường sọc ạ. Sọc bốn mặt hoa. Hường sọc đỏ sọc, hồng sọc cũng là nó nha quý bà con. Chung một cây nó đổi màu theo dạ, từng cao của nó là 1m1. Từng cái giai đoạn hoa.
rất là đẹp luôn. Rồi chiều cao luôn, cây một cốt phun tàn đẹp ha. Dạ chiều cao của nó là 1m1 à. Ờ cao 1m1 rồi. Dạ thốc thân nó 50. Dạ tán ngang của nó là 60 à. Hoành này lớn nha. Đo cái hoành được. Cây này có đế. Dạ hoành 5 rưỡi tính 5 đi. Rồi giá mã số luôn. Dạ giá mã số 13 này là 600 ngàn ạ. Tiếp theo mã số 14 là cây Mỹ đỏ lá Mỹ cam ạ. Cây một cốt giót luôn. Chiều cao luôn. Dạ chiều cao của nó là 1m1 ạ. Đây Mỹ đỏ, cây cuốn nó đỏ tươi nha quý bà con, dòng Mỹ cam nè. Dạ thốc thân của nó là 64. Quanh thân này cũng có con chỏ 56 đi. Dạ một cốt giót lên. Rồi giá mã số luôn. Dạ giá đỏ mã số 14 này là 300 ngàn. Rồi tiếp theo mã số 15. 15 là cây Mỹ Hường lá Mỹ cam ạ. Cây này 4 tược về bà con chiết ra ha. Chiều cao luôn. Hoa Mỹ Hường nhìn rất là phê nha quý bà con. Dạ chiều cao nó là 92 tới 90 ạ. Rất là nhu luôn nè. Này dưới liền có cốt dưới mà nhưng mà chưa khui. Này dạ. Cái thân chính đây nè, lên 3 tược này về bà con vỗ bầu cái này nè. Chừng nữa mình chiết mình lấy một cốt thôi. Cái đế còn sâu. Rồi giá mã số dạ, luôn. Giá mã số 15 này là 300 ngàn ạ. Rồi, ok luôn. Tiếp theo mã số 16. Mã số 16 là cây vàng sọc Tiền Giang ạ. Vàng sọc rồi đâu. Dòng này hoa rất là đẹp nha quý bà con. Cây đang chiều cao của nó là 1m15 ạ. Cây này về bà con cắt hôm ra là nhiều lắm nha. Nè, lên búp chân nè. Mỗi một tược nó dài phượt luôn, đặc biệt là cái mặt hoa. Đây mặt hoa rất là chuẩn luôn. Vàng sọc Tiền Giang, vàng sọc đời đầu. Mặt hoa rất là ok ha. Cánh bầu rất là đẹp. Cây một cốt. Này hoành thân này chắc cũng cỡ ngón út đi. Đây có con tược này nữa nè. Về cây này nhân giống ra nhiều nha. Rồi giá luôn quá. Dạ, giá mã số 16 này là 1.700.000 ạ. 1.700.000. Mã số 18 là cây vàng sọc ạ. À. Vàng sọc mã số 18. Chiều cao luôn. Dạ chiều cao là 80 ạ. À. Đây cây này một cốt mà đang ôm nụ chân nha quý bà con. Việc của chú cắt 1, 2, 3 tượng này dâm là cái này còn tàn tròn luôn á. Cái này là đủ không tàn nữa luôn. Rồi. Như này hoành thân còn điếu thuốc lá ha. Dạ. Nói chung mặt hoa đại diện vậy nha quý bà con. Rồi giá mã số luôn quá. Dạ giá mã số 18 này là 400 ngàn. Rồi. Ủa 17. Mã số này 17 xin lỗi ạ. 17. Dạ. Tiếp theo là mã số 18 cũng là cây vàng sọc ạ. Rồi chiều cao luôn. Dạ chiều cao là 90. Cây này đang ôm nụ rất là nhiều nha. Đây đây cái búp nó mà kéo sọc rồi nè. Vàng sọc. Cái này hoành thân bằng điếu thuốc lá đi. 1 tược, 2 tược, 3 tược. Còn cái phơm tàn ở trên đang đóng nụ ôm hoa. Rồi mình cho giá mã số luôn. Dạ giá mã số 18 này là 500 ngàn ạ. Rồi đó ok luôn. Tiếp theo mã số 19. Mã số 19 là cây hường sọc ạ. Cây một cốt chân dài luôn ha. Dạ. Dạ chiều cao của nó là 1m2. Đang bắn tược rất là mạnh nha quý bà con. Nè. Bà con cứ cắt thúc lại vậy là một đọt nó lên 2 chồi. Mặt hoa nè. Hồng sọc. Một cốt giót. Này hoành thân cỡ 5-6 đi. Có củ dưới ha, chưa khui. Dạ. Rồi giá mã số luôn. Dạ giá mã số 19 này là 400 ngàn. 400 ngàn cho một cây sọc. Hường sọc, đỏ sọc.
Tiếp theo 20 là cây Mỹ vàng chanh ạ. Mỹ vàng chanh chân dài luôn. Dạ. Bà con cứ cờ ví dụ nó ra dạ, chiều cao nó là 1m1 ạ. Mình cắt ngang đây vậy nè là nó đâm chồi giống vậy nè, rất là mập luôn. Búp xanh là Mỹ vàng chanh. Dạ, thóc thân nó là 74. Mình thân này cỡ 5 đi. Dạ. Dạ 5. Ừ. Rồi, giá mã số luôn. Dạ, giá mã số 20 này là 400.000. Rồi. Tiếp theo. Mã số 21 là cây hương sọc ạ. Mã số tiếp theo, hường sọc. Dạ, chiều cao của nó là 1.3. Đây, cái hoa nè. Này vì cô chú chiết ra được ba được hai cây. Với cây mẹ. Đây, một cốt này hoành thân này cũng cỡ 6-7 ha. Dạ. Này ba thân, về bà con có thể chiết ra nha. Dạ 6. Rồi. Giá mã số luôn cô ơi. Dạ giá mã số 21 này là 400.000. Rồi, đổi cây luôn. Mã số 22 là cây Mỹ đỏ lá Mỹ cam ạ. À. Mỹ đỏ lá Mỹ cam, mã số 22. Dạ chiều cao của nó là 1m1 ạ. Đây hoa nó đỏ tươi nha quý bà con. Dạ thóc thân là 75. Này cũ với này bự nha cô chú. Dạ hoành thân 7. Cây này cũ đế nở ha. Dạ. Rồi giá luôn. Dạ giá mã số 22 này là 300.000. Rồi đổi cây luôn. Ba là cây đỏ lá ổi ạ. À. Dạ chiều cao là 72 ạ. À. 70 ạ. À. Này tán ngang rồi bắt đầu cây dùm cái tán ngang. À. Dạ tán ngang là 55. Đây hoa nè. Cây một cốt hoàn thân này cũng cỡ điếu thuốc lá đi. Cỡ lớn hơn điếu thuốc lá một tí. Rồi giá luôn cô ơi. Dạ giá mã số 13 này là 300.000. 23. 23 này là 300.000 ạ. À. Mã số 24 là cây Mỹ tím ạ. À. Mỹ tím Cà Mau. Dạ chiều cao của nó là 1m1 ạ. À. Dạ thóc thân của nó là 53. Đo cái hoành đúng không? Dạ hoành 6. 6.5 tính 6. Này còn khui xuống đế nữa nè. Chưa khui. Rồi giá luôn dạ, quá. Dạ giá mã số 24 này là 300.000. Mã số 25 là cây vàng sọc ạ. À. Cây vàng sọc. Dạ chiều cao của nó là 1.3. Có búp nha quý bà con. Này tuột tán như vậy thật luôn ha. Dạ. Này, hoành thân cũng cỡ chỏ 5-6 đi, 4-5 đi. Một cốt thoát thân có tầm khoảng 4 tấc. Rồi giá mã số dạ, giá mã số 25 này là 800.000. Rồi đỡ cây luôn. Mã số 26 là cây Mỹ vàng chanh ạ. À. Mỹ vàng chanh. Dạ chiều cao của nó là 90. Dạ thóc thân của nó là 55 ạ. À. Cái này hoành thân cũng cỡ lớn bằng nhỏ ngon chỏ lớn hơn con út tí dao động vậy đi. Đây lên búp nè. Cây này thóc thân đẹp luôn nha cô chú. Tàn ở trên đều luôn. Rồi mình cho giá luôn cô ơi. Dạ giá mã số 26 này là 400.000. Rồi. Mã số 27 là cây đỏ lá ổi ạ. À. Ồ, cây này phơm tàn đẹp ha. Dạ, này tàn tròn đẹp luôn á, cô chú ơi. Chiều cao. Dạ chiều cao là 85. Tán ngang. Dạ tán ngang của nó 70 ạ. À.
cây này đang ôm hoa rất là nhiều nha quý bà con nè. Dạ thốt thân là 38 mặt hoa vậy nè, mình thân này bằng ngón trỏ 5 đi. Dạ rồi, giá mã số luôn. Dạ, giá mã số 27 này là 450.000. Mã số 28 là cây vàng sọc á. Cây vàng sọc chiều cao luôn. Dạ chiều cao là 76. Đây búp nó cũng có kéo sọc nha quý bà con, đang búp nè. Dòng sọc này hoa rất đẹp. Này hoành thân cũng cỡ lớn hơn điếu thuốc lá đi. 1, 2, 3 3 tược với cái tược chính này nè. Rồi giá mã số luôn quốc ơi. Dạ giá mã số 28 này là 400.000. Rồi đó ok luôn. Tiếp theo 29 là cây mỹ trắng à. Ủa cây trắng à, cây trắng lá chung. Trắng lá chung siêu hoa, trắng tinh khiết luôn. Rồi chiều cao tán ngang luôn quốc ơi. Dạ chiều cao là 80. Dạ tán ngang của nó là 52. Dạ thoát thân nó là 45 ạ. Rồi đo cái hoành đó quốc. Cây này chắc cũng cỡ 6 á. Dạ 6 hoành thân 6. Rồi giá luôn. Dạ giá mã số 29 này là 300.000. Rồi đó ok luôn. Tiếp theo mã số 30 là cây vàng sọc ạ. Cây vàng sọc vậy chiều cao là 82. Lên búp nha quý bà con. Này tược rất là nhiều ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tược với cái tược chính này nữa nè. Hoành thân này cũng cỡ 4 đi. Dạ. Rồi giá luôn quá. Giá mã số 30 này là 450.000. Rồi đó ok luôn. Mã số 31 là cây mỹ vằn chanh ạ. Dạ chiều cao của nó là 1 mét. Mỹ vằn chanh, dòng này hoa rất là tươi. Đây. Dạ thoát thân của nó là 80. Rồi cái này đâu hoành luôn quá coi. Dạ hoành 8. Rồi giá mã số luôn. Dạ giá mã số 31 này là 300.000. Rồi đó ok luôn. Mã số 32 là cây mỹ hường lá mỹ cam ạ. 32 chiều cao luôn. Dạ chiều cao là 1 mét. Mỹ hường lá mỹ cam, màu hoa rất là nhu nha quý bà con nè. Đặc biệt lên búp nè. Nếu như cái búp này là chưa nở hoa là bà con gì khó nhận biết gì mỹ dược hường với mỹ cam lắm. Khi mà nó nở hoa rồi mình mới xác định được. Đây thoát thân một cốt thẳng luôn ha. Dạ rồi cái này hoành thân chắc cũng cỡ 5 đi, 5-6 rồi. Rồi giá mã số dạ, luôn giá mã số 32 này là 350.000 ạ. Đây cũng là cây cuối clip của con ạ. Dạ con rất mong được phục vụ quý bà con cô bác cùng anh chị em gần xa như những clip vừa rồi ạ. Dạ con xin chân thành cảm ơn ạ. Rồi hẹn gặp lại vào những clip giao lưu tiếp theo nha quý bà con. Thái Thị Việt chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ha.